Hà Nội được ví như là tinh túy ẩm thực của đất kinh kỳ, là món ăn cầu kỳ, tinh tế thể hiện phong cách thanh nhã của ẩm thực Hà Thành. Bún thang Hà Nội có sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc, hương và vị. Được ví như là bông hoa ngũ sắc, bún thang Hà Nội sẽ hấp dẫn bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên cho coi. Từ bao đời nay thì ẩm thực Hà Nội đã ghi dấu về sự tinh tế, ý nhị cả trong cách chế biến, thưởng thức lẫn tấm lòng của người trao kẻ nhận. Như phở, món ăn quốc hồn quốc túy có mặt ở khắp Việt Nam, nhưng chỉ có phở ở Hà Nội mới được đánh giá là ngon nhất. Nói đến ẩm thực Hà Nội, ngoài phở thì sẽ là điều thiếu sót nếu như mà không nhắc đến bát bún thang. Hãy cùng blog về phút điểm danh 15 quán bún thang nổi tiếng nhất Hà Nội nha! Một, quán bún thang Hà Nội Thuận Lý. Nếu đã đến bún thang Hà Nội, bạn không thể bỏ qua được quán bún thang Thuận Lý nổi tiếng này. Bún thang ở đây là sự kết hợp hài hòa về màu sắc cũng như là sự tinh tế trong cách chế biến. Bún thang có sự kỳ công và tỉ mỉ từ chính những nguyên liệu tạo nên món bún thang này bởi những miếng lườn gà xé nhỏ trắng trắng và chút màu vàng ngà, sự hồng hồng của giò lụa thái lát mỏng, màu vàng bóng của trứng rán thái chỉ, nước hầm ngọt đậm đà từ xương, tất cả đều hòa quyện và nổi bật trên nền trắng của những sợi bún. Chẳng phải mùa đông mà ngay cả mùa hè ngồi bên một bát bún thang nghi ngút khói và thoang thoảng mùi hương, hòa quyện của nguyên liệu và nước dùng thanh ngọt thì vẫn thật tuyệt vời phải không bạn? Thông tin quán, địa chỉ số 33 Hàng Hòm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, giờ mở cửa từ 6 giờ đến 22 giờ, giá tham khảo từ 15.000 đến 33.000 đồng trên một suất. Hai, quán bún thang Hà Nội 29 Hàng Hành. Bún thang Hàng Hành là món ăn cầu kỳ đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỳ công, khéo léo của người đầu bếp. Từ khâu thái chỉ giò lụa, tráng trứng gà thành lớp mỏng tang, rồi thái chỉ, lươn gà xé nhỏ miếng vừa ăn, rau răm, mùi tàu, hành hoa, hành lá, chanh ớt tươi, phải rửa sạch sẽ để làm gia vị cho bát bún. Ở quán bún thang Hà Nội này, hương vị thanh tao, tinh tế, hình thức bắt mắt và đa sắc màu là những lời khen của thực khách. Bún thang ở 29 Hàng Hành là vậy, từ những nguyên liệu đơn giản qua đôi bàn tay khéo léo của người đầu bếp đã trở thành một món ngon tinh tế, thanh tao, ngon miệng và hấp dẫn. Thông tin quán, địa chỉ 29 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội, giờ mở cửa từ 6 giờ đến 21 giờ 30, giá tham khảo 20.000 đồng đến 33.000 đồng một suất. 3. Quán bún thang Hà Nội Bà Đức. Quán bún thang Bà Đức là quán bún nổi tiếng ở Hà Nội nằm trên con ngõ nhỏ trên phố Cầu Gỗ. Được bày biện khá đơn giản nhưng có điều hòa nên vào mùa hè khi mà bạn ăn thì sẽ không lo bị nóng. Bằng kinh nghiệm và sự khéo léo, chủ quán nơi đây đã chế ra thứ nước dùng bún thang thơm ngon thành khiết vô cùng. Nước dùng được hầm từ xương và phải chuẩn bị từ tối hôm trước. Sau đó thì cho ở tủ lạnh để đông, rồi đến sáng ngày hôm sau đem bỏ hết phần mỡ đông phía trên đi, chỉ lấy phần nước còn lại. Bún thang Hà Nội là một món ăn kỳ công trong chế biến và nước dùng, chính là phần hồn của món ăn đấy. Thông tin quán, địa chỉ số 48 Cầu Gỗ, Đống Đa, Hà Nội, giờ mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ, giá tham khảo 30.000 đồng đến 55.000 đồng một suất. 4. Quán bún thang Hà Nội Thanh Vân. Từ lâu thì quán bún thang Hà Nội Thanh Vân đã được nhiều người yêu thích tìm đến để thưởng thức hương vị bún thang thơm ngon. Quán nằm ở 12-14 Hàng Gà, Hoàn Kiếm nên là rất hút khách. Bún rất mềm, thịt gà dai và ngọt thịt, trứng tươi ngon, giò thái mỏng, nước dùng bún rất ngọt đậm đà, trong veo và thơm nồng mùi tôm khô khiến món ăn có mùi thơm rất đặc trưng và ngon khó cưỡng. Khi ăn, bạn có thể cắt thêm chanh, ớt, bay thêm mắm tôm và nhân thang mỗi loại một chút để lên bàn. Và đặc biệt thì món bún thang Hà Nội này phải ăn thật nóng mới ngon nha. Thông tin quán, địa chỉ 12-14 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội, giờ mở cửa từ 6:30 đến 14 giờ và từ 17 giờ đến 22 giờ, giá tham khảo là 45.000 đồng một suất. 5. Quán bún thang Hà Nội Ngọc Tuyền. Quán bún thang Hà Nội Ngọc Tuyền nằm trên con đường số 5658 Đào Tấn, yên tĩnh nhưng lại rất đông khách. Tất cả họ hầu như ai cũng muốn tìm lại một chút hồn Việt xưa giữa một thủ đô hiện đại thông qua món ăn đặc trưng của người Hà Nội xưa, món bún thang. Theo chú Long, chủ quán cho biết thì nhà chú từ đời bà ngoại, chú đã làm bún thang để bán, rồi đến đời mẹ chú và đến đời chú là đời thứ ba rồi. Cách làm bún thang của gia đình cũng rất đặc biệt và cầu kỳ, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến. Mà nói bún thang là sự hòa quyện tinh tế của ẩm thực Hà Thành thì quả không sai đâu. Để làm ra một bát bún thang thì đòi hỏi người đầu bếp phải khéo léo, kết hợp đến 20 nguyên liệu. Có những loại nguyên liệu dù chỉ dùng một chút thôi nhưng mà thiếu nó thì lại không có được bát bún thang trọn vẹn.
Nguyên liệu được lựa chọn để làm bún thang Hà Nội gồm có giò lụa, ruốc tôm, thịt gà, trứng trắng mỏng, hành răm, vân vân. Thế mới thấy một bát bún thang Hà Nội chứa đựng sự tỉ mỉ, cầu kỳ và tài hoa của người đầu bếp đến thế nào. Thông tin quán, địa chỉ 5658 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, giờ mở cửa từ 8 giờ đến 22:30, giá tham khảo 35.000 đến 66.000 đồng một suất. Quán bún thang Hà Nội, quán cũ. Nằm trên con phố cũng khá cũ mang tên Phan Đình Phùng, với những hàng cây hai bên cũng đã cũ dần theo năm tháng và cao lớn ngả bóng xuống che nắng che mưa cho bao người qua lại. Quán cũ có vị trí mặt tiền rộng rãi, nhìn thoáng qua người đi đường sẽ thoạt tiên nghĩ đây chỉ là quán cà phê bình thường, nhưng quán ở đây lại nổi tiếng với món bún thang Hà Nội cổ truyền. Bún thang ở quán cũ lúc nào cũng được chủ quán trình bày rất đẹp mắt, hài hòa trong tô, gồm có thịt gà thái miếng nhỏ, giò lụa thái sợi, trứng trắng mỏng thái chỉ, rau thơm, nấm thái miếng nhỏ, ở giữa là nửa quả trứng muối. Chan nước dùng ngọt, không hề gắt mà rất thanh mát nhưng lại rất nhiều dư vị, rồi mới được đưa ra mời khách. Thông tin quán, địa chỉ 31A Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội, giờ mở cửa từ 6 giờ đến 23 giờ, giá tham khảo là 50.000 đồng một suất. Quán bún thang Hà Nội Tư Lùn. Quán Tư Lùn là quán đã có từ lâu năm ở Hà Nội, một thời gian tồn tại đến mấy đời nên được rất nhiều người yêu mến chờ đợi để được ăn bún thang của quán Tư Lùn này. Không bảng hiệu, không bàn ghế sang trọng, vậy đó mà hàng ngày 70 người ăn một lúc, kẻ đến sau không có chỗ thì cứ loanh quanh mà chờ, đến khi có chỗ thì liền vào ngay chứ cũng không chịu đi quán hàng bún thang Hà Nội khác. Bún thang ở quán Tư Lùn phải nói là rất ngon, nước dùng rất ngọt lại vô cùng đầy đặn, nên khách đến với quán bún thang Hà Nội này càng lúc càng đông. Thông tin quán, địa chỉ 23C Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, giờ mở cửa từ 6 giờ đến 13:30, giá tham khảo từ 25.000 đến 40.000 đồng một suất. Quán bún thang Hà Nội Bà Đức. Cũng là mang thương hiệu Bà Đức, nhưng ở lại địa chỉ là 28 Liễu Giai, là hàng bún thang đã khá nổi tiếng với những người Hà Thành sành ăn. Một suất bún thang ở đây khá đầy đặn, cùng với các nguyên liệu tươi ngon hấp dẫn có thể kể đến như là thịt gà, giò lụa, tôm khô, trứng non, với nước dùng đậm đà, được chế biến khéo léo dưới bàn tay của chủ cửa hàng đã tạo nên một món ăn độc đáo hút khách. Quán bún thang Hà Nội này phục vụ nhanh, không để khách hàng chờ đợi lâu nên dường như chẳng lúc nào quán ngơi khách cả. Thông tin quán, địa chỉ 28 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, giờ mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ, giá tham khảo là 30.000 đồng một suất. 9. Quán bún thang Hà Nội 144D2 Giảng Võ. Quán bún thang Hà Nội này nằm khiêm tốn ở đầu nhà D2 Giảng Võ nhưng lại được nhiều người biết tới và mách nhau. Theo lời của những thực khách sành ăn thì đây là một trong những quán bún thang đặc trưng nhất, hương vị vẫn còn nguyên từ thời tem phiếu. Vì nước dùng của quán này trong vắt, ngon và ngọt tự nhiên, sợi bún nhỏ trắng phau, thịt gà lại mềm và đậm đà. Thông tin quán, địa chỉ 144D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, giờ mở cửa 7 giờ đến 23 giờ, giá tham khảo 30-40.000 đồng một suất. 10. Quán bún thang Hà Nội phố cổ. Nghe tên là phố cổ chứ không phải nằm ở phố cổ đâu các bạn nha. Quán bún thang Hà Nội này tọa lạc ở 698 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, là điểm yêu thích của nhiều người bởi hương vị bún thang rất hấp dẫn, đậm vị Hà Nội xưa. Bún ở đây được trần kỹ, đâm ra từng bát rồi trứng tráng, giò thái chỉ, thịt gà băm với nấm hương, ruốc, tôm, rau răm, hành cũng được băm nhỏ. Tất cả những thứ đó được bày trí đẹp mắt trong tô bún, tạo thành một bức họa tập thể cho những màu sắc rất bạo mà lại ưa nhìn, trông vui mà lại rất ngon nha. Thông tin quán, địa chỉ 698 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, giờ mở cửa từ 6 giờ đến 14 giờ, giá tham khảo là 35.000 đồng một suất. 11. Quán bún thang Hà Nội Hạ Hồi. Ăn bún thang trong ngõ Hạ Hồi mang lại cho thực khách một cảm giác cực kỳ đặc biệt như là trở lại với Hà Nội những năm đầu của thế kỷ 21. Con ngõ nhỏ xinh xắn vắng người đi lại, tách biệt với Hà Nội xô bồ bên ngoài. Quán bún thang Hà Nội này bán từ sáng sớm đến trưa. Nếu bạn vào tầm 7 giờ đến 7 rưỡi là đã có bún thang để thưởng thức rồi nha. Thông tin quán, địa chỉ 11 Hạ Hồi, Trần Hưng Đạo, Hà Nội, giờ mở cửa từ 6 giờ đến 13 giờ. Giá tham khảo 25.000 đến 55.000 đồng một suất. 12. Vườn ẩm thực Hà Nội. Bún thang của vườn ẩm thực ngon theo cách rất riêng, nước dùng rất ngọt và đậm đà,
thịt gà, tôm giò khá nhiều, trứng thơm ngon. Quán ăn Hà Nội này lại rộng rãi, khang trang và sạch sẽ. Nhân viên thì vui tính và nhanh nhẹn. Giá cả cũng không quá đắt so với các quán bún thang Hà Nội khác, nhưng với độ thơm ngon thì theo nhiều người đánh giá là ngon hơn rất nhiều. Thông tin quán, địa chỉ 37 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giờ mở cửa từ 6 giờ đến 14 giờ và 17 giờ đến 21 giờ. Giá tham khảo khoảng 55.000 đồng một suất. Quán bún thang Hà Nội, quán Duy. Quán bún thang Duy đã chẳng còn xa lạ gì đối với nhiều người trên phố Hoàng Ngọc Phách bởi hương vị bún thang thơm ngon nức tiếng. Quán chỉ mở buổi sáng thôi nên tín đồ mê bún thang Hà Nội đến và thưởng thức rất đông. Bún thang ở đây thì ngon khỏi chê, nước dùng ngon đậm đà, cách bày trí cũng vô cùng đẹp mắt nữa. Thông tin quán, địa chỉ 42 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội. Giờ mở cửa từ 6 giờ đến 13 giờ. Giá tham khảo là 30.000 đến 50.000 đồng một suất. Quán bún thang Hà Nội, 110 B7 Tô Hiệu, Nghĩa Tân. Quán bún thang ở đây đã có từ lâu, được rất nhiều người yêu thích và thường xuyên tới thưởng thức món ăn độc đáo của Hà Nội này. Điều đặc biệt của bát bún thang tại đây là các nguyên liệu đi cùng như giò lụa, trứng tráng, gà đều được tái thành sợi mỏng hoặc là xé nhuyễn. Thông tin quán, địa chỉ 110 B7 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Giờ mở cửa từ 6 giờ đến 10 giờ. Giá tham khảo là 30.000 đến 40.000 đồng một suất. Quán bún thang Hà Nội, Lãn Ông. Quán bún thang Hà Nội nổi tiếng trên phố Lãn Ông mà rất nhiều người cũng từng biết đến đó là số 16 Lãn Ông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với không gian rộng rãi, sạch sẽ là địa điểm dừng chân lý thú cho những ai yêu thích món bún thang Hà Nội. Điểm ngon nhất của bát bún thang ở đây đó là ở khoản nước dùng ngon ngọt hấp dẫn. Nước dùng là loại nước trong, nóng, chan vừa bát. Nước được ninh từ xương gà, khi nấu được người làm liên tục hớt bọt để đảm bảo nước dùng vừa sạch vừa trong, lại có vị ngọt thanh, mùi hương thơm nức. Thông tin quán, địa chỉ 16 Lãn Ông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giờ mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ. Giá tham khảo là 25.000 đến 35.000 đồng một suất. 42 Hà Nội được ví như là một nghệ sĩ cá tính, chỉ là mình chứ không chịu giống ai, nhưng ẩn bên trong là sự gần gũi không kém phần tinh tế. Được làm ra bởi bàn tay của những người đầu bếp tài hoa và nó cũng kén chọn những người thưởng thức không vội vàng, biết chờ đợi, biết suýt xa. Thế mới nói, bún thang là một nét tinh tế trong văn hóa ẩm thực của người Hà Thành. Dịp cuối tuần, hãy lựa chọn một trong 15 quán bún nổi tiếng Hà Nội mà blog Việt Food đã gợi ý ở trên để thưởng thức bạn nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất về ẩm thực của blog Việt Food.